Xin chào tất cả các anh chị, xin chào các nhà đầu tư, xin chào các trader. Bài học hôm nay thì tôi sẽ nói về một mô hình rất là nổi tiếng và thường gặp trong cái lĩnh vực đầu tư về tiền kỹ thuật số. Nó là mô hình MLM Landing, MLM Landing, và một cái bài tập tình huống là một đồng coin BitConnect. Thế thì đầu tiên mọi người sẽ tìm hiểu thuật ngữ MLM Landing là gì, đúng không ạ? MLM là viết tắt của chữ Multi Level Marketing, tức là hình thức làm marketing theo thứ bậc, cấp bậc, hay mình dịch ra tiếng Việt người ta thường gọi đấy là mô hình bán hàng đa cấp. Trong truyền thống, mô hình bán hàng đa cấp nổi tiếng với những cái thương hiệu như là Amway, rồi thì một số những cái hãng mỹ phẩm, một số những cái hãng thực phẩm chức năng khác, Herbalife, và rất nhiều những cái hình thức, những cái công ty mà lừa đảo trong lĩnh vực đa cấp, được chưa? Trước hết chúng ta cần phải khẳng định với nhau rằng hình thức bán hàng đa cấp, tức là bán hàng theo cấp bậc, là hình thức bán hàng hợp pháp và là một trong những phương thức marketing, một trong những phương thức bán hàng trực tiếp hết sức thông minh, không có gì phải đáng xấu hổ ở đây cả. Các cái thương hiệu người ta sử dụng mô hình MLM để bán hàng mà người ta làm ăn chân chính, sản phẩm tốt, hoa hồng tốt, không có vấn đề gì cả, họ vẫn trường tồn. Thí dụ như Amway là một thương hiệu điển hình. Vâng. Nhưng đấy là trong truyền thống. Đối với thị trường coin thì cái mô hình MLM cũng rất là phát triển, và người ta thường gọi là mô hình MLM Landing, tức là dạng các cái dự án MLM Landing ở đây là chúng ta thường hay đánh đồng là các cái mô hình đấy là mô hình lừa đảo. Thế nhưng mà thực ra là trong số các cái công ty, trong số các cái dự án kinh doanh thì cũng có những cái dự án người ta làm nghiêm túc, và cũng có phần lớn các dự án là người ta lừa đảo ngay từ đầu, có đúng không ạ? Mà một cái thuật ngữ nữa mà chúng ta thường hay quan tâm đấy gọi là mô hình Ponzi, P-O-N-Z-I, và mô hình Ponzi. Mô hình Ponzi là một mô hình trong lĩnh vực tài chính, thường được ám chỉ rằng là sẽ dùng tiền của người vào sau để trả tiền cho người vào trước, đúng không ạ? Thế thì mô hình MLM Landing trong lĩnh vực coin là một mô hình tương tự như vậy, nhưng mà có những cái hình thức biến tướng, có những cái hình thức phát triển cao hơn và khôn khéo hơn, và thậm chí nó là một cái hình thức tài chính rất thông minh. Mà nếu như chúng ta hiểu về bản chất của nó thì chúng ta mới thấy là nó khá là thú vị. Và khi chúng ta hiểu bản chất thì chúng ta sẽ biết cách chơi những mô hình này, mà thứ nhất là kiếm được tiền, thứ hai là không bị mất tiền, và thứ ba là chúng ta biết chúng ta có thể không chơi. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì đầu tiên một cái mô hình MLM Landing nó sẽ vẽ ra cái viễn cảnh là bạn sẽ đầu tư một gói tiền trị giá 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, hoặc là tiền đô la là 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, ví dụ như vậy. Bạn sẽ được nhận một cái lãi suất là bao nhiêu phần trăm đó. Thí dụ 30% trong một tháng, thì chúng ta sẽ nhận được một cái đồng coin nhất định, một cái số lượng đồng coin nhất định. Ví dụ như là Phan Anh có thể phát hành một cái đồng coin có tên là PAC, Phan Anh Coins, đúng không ạ? Và Phan Anh sẽ phát hành đồng coin này theo hình thức MLM. Phan Anh sẽ kêu gọi các nhà đầu tư đưa tiền cho Phan Anh. Đó, sau đó Phan Anh sẽ trả lãi cho các nhà đầu tư. Thì mô hình như vậy người ta gọi là mô hình MLM trả lãi hàng tháng, và sẽ tặng cho các anh chị một số lượng coin nhất định, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cần phải hiểu bản chất. Đây có phải là mô hình lấy tiền của người sau cho người trước hay không? Chúng ta hãy tự trả lời câu hỏi sau khi tôi phân tích, được chưa ạ? Nhưng tôi thì tôi nghĩ thế này. Đầu tiên thì chúng ta vẫn nghĩ là mô hình Ponzi là lấy tiền người sau cho người trước, đúng là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ tôi, các anh chị mua một cái mớ coin của tôi, ví dụ 5.000 đô la, tương ứng với khoảng độ 120 triệu, tôi sẽ bán cho các anh chị 5.000 đồng PAC. Tôi thí dụ như vậy nha, không, trên thị trường không có cái đồng này. Đồng PAC có nghĩa là đồng Phan Anh Coin, ok. Thế thì bạn đưa cho tôi 5.000 đô và bạn nhận về 5.000 đồng coin này. Thế ví dụ như mà bạn sản xuất ra một cái iPhone thì nó hết là 200 đô la.
Thì bởi vì sao ạ? Nó tốn vật liệu, tốn công nghệ, tốn chi phí sản xuất, phí vận chuyển, bảo mật, vân vân, vỏ hộp. Và tôi bán nó 1.000 đô la, tôi lãi 5 lần. Thế nhưng bây giờ một cái đồng coin là Phan Anh Coin, các bạn biết là chi phí sản xuất là bao nhiêu không ạ? Một cái đồng coin tôi đưa cho bạn chi phí sản xuất là bao nhiêu ạ? Chi phí để mà tạo ra một đồng coin như thế này nó tiệm cận bằng không, bằng không. Ví dụ cả một cái dự án bạn hết khoảng 100.000 đô la. Bạn hết 100.000 đô la để mà phát hành một cái dự án ICO, bán một cái đồng coin PAC. 100.000 đô la này bạn phát hành ra 1 tỷ đồng coin hay là bạn phát hành 100 triệu đồng coin. Như vậy bạn lấy 100.000 đô la chia cho 100 triệu đồng coin. Vậy một đồng coin có giá 0.000 bao nhiêu đó. Có đúng không ạ? Thậm chí trên thị trường có rất nhiều đồng coin có giá là có 4 số 0, 5 số 0 trước khi có số 1. Được chưa ạ? 0.0001, 0.0001. Ví dụ như vậy, 1 phần nghìn đến 1 phần vạn, 1 đô la, 1 coin. Như vậy tôi gọi nó là tiệm cận bằng không. Chi phí sản xuất ra một đồng coin gần như bằng không. Bạn đưa cho tôi 5.000 đô, bạn nhận về 5.000 coin. Vậy gần như tôi lãi nguyên si cái 5.000 đô la của bạn, tiền thật. Và tôi trả lãi cho bạn 30% một tháng. Như vậy bạn mất 3 tháng rưỡi bạn mới hoàn vốn. Thì cái tiền mà tôi trả cho bạn là tiền gì? Đó chính là tiền của bạn tự trả cho bạn, chứ chưa cần đến tiền của người sau trả cho người trước. Nhiều người vẫn giải thích đấy là tiền của người sau trả cho người trước, nhưng tôi lại nhìn hơi khác một chút. Tôi nhìn là gì ạ? Đấy là tiền mình tự trả cho mình. Bởi vì sao ạ? Bạn nhận được 5.000 đồng coin. Đồng coin này nó có thể có giá trị, nó cũng có thể không có giá trị, nó có thể là bằng không. Và thực tế chi phí sản xuất ra nó chỉ hết có rất là nhỏ, đúng không ạ? Đó. Thế thì tôi mới nói như thế là gì ạ? Đấy chưa phải là người sau trả người trước, mà đầu tiên nó phải là tự mình trả cho mình, tiền mình trả cho mình. Sau khi các bạn hết cái thời gian landing mà các bạn đủ 100% gốc rồi, đúng không ạ? Thì bạn sẽ lại có cái đồng coin như vậy. Bạn sẽ lại landing và bạn sẽ nhận lãi tiếp tục các đồng coin, hoặc là bạn sẽ nhận lãi tiền tùy vào việc là cái đơn vị ICO hoặc là cái dự án đó nó trả tiền cho chúng ta theo hình thức nào. Nó trả dưới dạng hình thức là tiền đô la Mỹ thì bạn sẽ nhận về đô la Mỹ, mà nó trả hình thức lợi tức là đồng coin thì bạn sẽ nhận về đồng coin. Thế sau đó những người tiếp theo, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp N, nhà đầu tư thứ 1.000, nhà đầu tư thứ N cộng 1.000, không thể biết được, đúng không ạ? Các nhà đầu tư sau đó vẫn sẽ nhận lãi như vậy. Và cái người mà đi trước, người ta có một cái đồng coin như vậy, người ta được nhận lãi. Vậy thì hệ thống rồi những cái nhà phát hành đồng coin, người ta sẽ lấy tiền ở đâu để người ta trả? Thì lúc này chúng ta thường lấy giải thích là lấy tiền người sau trả cho người trước. Và đấy cũng là một lý thuyết đúng đắn nếu như hệ thống không tự sinh ra tiền. Còn nếu như hệ thống tự sinh ra được tiền, bản thân mô hình đấy nó tự sinh ra lời thì chưa cần đến tiền của người sau trả cho người trước. Chỉ cần tiền của chính hệ thống sẽ tự chi trả được, đúng không ạ? Đầu tiên nó sẽ trông vào cái sự tăng giá của chính những đồng coin đó. Bạn thấy không ạ? Ngày hôm nay tôi bán cho bạn gói 5.000 đô la với giá là 0.0001 đô một đồng coin. Một tuần sau tôi lại bán là 0.0001 đô hay 0.005 đô. Tôi tăng 5 lần hoặc tôi tăng 10 lần. Các bạn thấy đấy ạ. Số tiền đầu tư không đổi nhưng số coin thì bị giảm đi. Tức là đồng coin đã tăng giá 5 đến 10 lần rất đơn giản và rất nhanh chóng trong một thời gian rất ngắn. Như vậy sự tăng giá của đồng coin chính là cái tiền mà khiến cho cái nhà đầu tư là bị mất nhiều tiền hơn mà được nhận ít đồng coin hơn. Vì thế những nhà đầu tư trước đó họ đã chốt lời, họ đã có được lãi suất do sàn trả hoặc là lãi suất do ICO trả. Sau đó họ có một đồng coin này họ bán cho người sau. Bởi vì họ có 5.000 cái đồng PAC coin này với giá 1 phần nghìn đô la. Nhưng hôm nay đã tăng 10 lần, nó chỉ còn 1%. Như vậy tôi xả
50% số coin ra là 2.500 đồng. Tôi bán cho bạn cũng vẫn gói 5.000 đô la như vậy, nhưng bạn chỉ nhận được có 2.500 đồng coin thôi. Và tôi thu đủ tiền về và tôi vẫn còn 2.500 đồng coin. Đấy là nguyên tắc là dựa trên sự tăng giá của đồng coin. Nếu một đồng coin cứ tăng giá 16 lần trong một năm thì công ty sẽ đủ trả lãi cho tất cả các nhà đầu tư trong vòng một năm đó. Đấy là trả lãi nhé. Còn gốc các bạn thấy rồi đấy ạ. Gốc thì cái đơn vị phát hành họ vẫn lãi hết hoàn toàn gốc của bạn. Bạn đưa cho họ một đồng tiền đầu tư thì họ sẽ lãi nguyên một đồng đó. Bởi vì cái lãi tăng giá của cái đồng coin đấy nó sẽ đủ chi trả cho tất cả gốc lẫn lãi của các nhà đầu tư. Họ tính rồi ạ, tối đa là 16%. Tối đa 16%. Như vậy một đồng coin tăng giá 16% trong một năm không phải là vấn đề khó. Nhất là khi mà nó bắt đầu phát hành với cái giá là 1.000 đô la Mỹ một coin thì nó tăng lên 10 lần, tăng lên 20 lần rất đơn giản. Đó. Thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà công ty hoặc là cái dự án đó họ kêu gọi vốn ICO MNM đúng không ạ? Họ kêu gọi vốn, mình đưa 5.000 đô la vào, mình đưa 5.000 đô la bằng cái gì? Có thể bằng tiền mặt dưới dạng là đồng đô la Mỹ, cũng có thể là dưới dạng là Bitcoin đúng không ạ? Hay là đồng ETH. Hiện nay thì các cái đơn vị người ta gọi vốn thường là gọi bằng đồng ETH, bởi vì cái đồng ETH nó rẻ. Gọi bằng đồng Bitcoin thì nó hơi lớn đúng không? Phụ thuộc vào cái sở thích của cái ICO đó thôi. Thế thì khi mà bạn đưa Bitcoin cho cái công ty đó, cho cái dự án đó, thì họ sẽ có thể là gì ạ? Bán ra. Họ có thể mua vào, họ có thể giữ, họ có thể mua đi bán lại bằng cách là gì ạ? Các nghiệp vụ như là gọi là trading là việc mua bán, lending là việc cho sàn vay, và margin là việc là gì ạ? Ủy thác và dùng đòn bẩy. Với cả ba cách như vậy thì cái công ty hay cái đơn vị ICO đó họ kiếm được rất nhiều tiền và thu được lợi nhuận cao. Đây là cái dòng tiền thứ hai để họ có tiền sinh lời và họ trả cho nhà đầu tư tiền lãi đó. Thứ ba nữa là gì ạ? Từ những cái công việc mà người ta tiếp tục là đào coin để bán tiếp cho các nhà đầu tư. Nếu mà đó là các cái coin đào đúng không ạ? Hoặc là họ có thể là các coin sản xuất thì họ sẽ tiếp tục mở rộng volume bán, mở rộng các cái token và các volume bán để mà tăng thêm tiền cho cái hệ thống của họ và dùng cái tiền đấy để trả. Tự cái đồng coin này nó tăng giá, những người mà vào mua sau thì vẫn cùng một số tiền đấy nhưng mà nhận được ít coin hơn. Thực ra về mặt bản chất vẫn là tiền mình trả cho mình, còn đồng coin đấy nó tăng giá, được chưa ạ? Cái nguồn thu thứ ba mà tôi thấy đó là thu các loại phí trên cái sàn giao dịch nội bộ. Có rất nhiều các loại phí đúng không ạ? Bạn mua cũng mất tiền, bạn bán cũng mất tiền, bạn trao đổi cũng mất tiền, bạn ký gửi cũng mất tiền, đấy, bạn mở ví hay cái gì đó. Có rất nhiều các cái khoản thu trên sàn nội bộ trong trường hợp đang ngồi đợi để lên sàn mở rộng đúng không ạ? Những cái sàn lớn, sàn giao dịch như là Bolo, Bittrex, Binance, vân vân đúng không ạ? Thế rồi thì sao nữa? Tiếp tục là con bán được coin thì sẽ còn dòng tiền, nó sẽ tiếp tục tăng. Và khi cộng đồng đủ lớn, thì lúc này cộng đồng sẽ tự mua đi bán lại các đồng coin này và tạo ra tình trạng khan hiếm, tạo ra tình trạng giá trị ảo hoặc giá trị thật cho một đồng coin. Và đồng coin đó nó lại tiếp tục tăng giá dựa trên thị trường. Lúc mà ICO MLM thì giá tăng là do dự án quyết định. Nhưng mà lúc mà làm thị trường bán nội bộ hoặc bán sàn thì lúc đó là giá là do thị trường quyết định. Thì nó sẽ tăng lên rất nhiều lần. Và khi nó tăng lên nhiều lần như vậy thì công ty sẽ có rất nhiều tiền, sẽ bán số coin còn lại mà họ đang giữ. Thí dụ như họ thường phát hành thì họ chỉ bán ra độ 30-50% số coin đó thôi. Còn số coin còn lại họ sẽ chờ thị trường nó lên giá và họ sẽ bán ra, họ lấy tiền về. Sau đó họ trả hết lãi cho nhà đầu tư, xong xuôi dứt điểm thì họ lãi toàn bộ cái số tiền mà nhà đầu tư đã đưa cho họ và số coin họ còn dư nếu như sau cái phần họ thanh khoản. Và như vậy từ một mô hình
không có một đồng tiền nào, thì những dự án ICO có thể kiếm được rất nhiều tiền mà không hề phải bỏ một đồng vốn nào. Chỉ cần nghĩ ra được một mô hình kinh doanh đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, trả lại uy tín và giữ cho cái cuộc chơi nó trở nên dài hạn, có những cái ý định phát triển những cái đồng coin để mà thay thế, đúng không ạ, để mà kiếm được doanh thu. Tiếp đến là mình có thể tập trung vào cái đội ngũ trade coin, ủy thác coin, hoặc là đội ngũ cho lending, cho sàn vay vân vân, để mà bán được những cái đồng coin đấy, mua đi bán lại và kiếm lời. Các bạn thấy đấy, ví dụ như cái chốt lời 10-20% trong những cái đợt mà nó lên xuống, thì một ngày họ cũng có thể kiếm được vài chục phần trăm, vài phần trăm. Một năm họ có thể kiếm được vài trăm phần trăm, rồi đến cả 1000%. Như vậy họ đầy tiền để có thể trả được cho bạn, với điều kiện mô hình MLM lending đó là phải làm đúng lộ trình và đạt được đúng cái kết quả như mong muốn. Còn thường nó bị vỡ là bởi vì số lượng coin được bán ra nó quá ít, cho nên một vài người đầu tiên vào chơi xong đó là không bán được nữa, coin không lên được giá, không có người mua thì không có tiền vào, không có tiền vào thì hệ thống không thể trả lãi cho những người đầu tư trước, và đồng coin không tăng giá được, không có sự mua bán nội bộ thì không có phí giao dịch, thế rồi cũng không có tiền để mà đi mua bán, đánh chơi coin, những cái coin xịn trên thị trường. Thế là tự mô hình nó vỡ, đúng không? Vậy thì chúng ta cần phải hiểu mô hình MLM lending là một mô hình rất tốt, về góc độ nếu như đó là một cái dự án mà bản thân những cái đơn vị mà họ có tiền, họ có tầm nhìn dài hạn và họ chơi một cuộc chơi dài. Tôi sẽ lấy cái ví dụ bài tập tình huống, đó là một cái đồng coin Bitconnect BCC. Có lẽ chúng ta không lạ lẫm gì với đồng coin này, đúng không ạ? Đồng coin này có những cái kinh điển của lĩnh vực MLM, tức là cho phép chúng ta lending những cái gói đầu tư và nhận trả lãi. Thế nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư bị mất tiền bởi vì họ đã vào sau, họ đã lên cái chuyến tàu rất muộn, mà người ta đã đi được về mặt thời gian có thể đã 1 năm, 2 năm rồi. Người ta đã đi, người ta đã lên những chuyến tàu từ rất sớm rồi. Người ta mua với giá rẻ và người ta đã chốt lời, người ta đã hòa vốn và đã sinh lời được 2-3 vòng tuần hoàn của đồng vốn rồi. Cái đồng Bitcoin này nó có một, cái đồng Bitconnect này nó có một cái sự vụ rất là kinh điển, đấy là từ giá ban đầu là 0 bao nhiêu đấy đô la, mà nó tăng đỉnh điểm lên tới 400 đô la và nó duy trì ở ngưỡng khoảng 300 đô la một Bitconnect. Thì các bạn thấy không ạ, nếu như bạn tăng từ 1000 đô la 0.0001 đô lên 300 đô, như vậy bạn đã tăng bao nhiêu ạ? Bạn đã tăng 300.000 lần. Một sản phẩm trong vòng 2 năm tăng 300.000 lần thì thoải mái tiền trả cho tất cả các nhà đầu tư. Nhà đầu tư nào cũng thắng, đúng không ạ? Chỉ trừ những nhà đầu tư vào sau chưa kịp rút vốn mà đồng Bitcoin mất giá. Khi mà các cái bang ở Mỹ họ đưa ra tuyên bố là đây là vi phạm pháp luật này khác, rồi thì có dấu hiệu cần điều tra. Và tôi đã chứng kiến, tôi là người trực tiếp chứng kiến đồng Bitconnect đã giảm giá từ khoảng 300 đô la giảm xuống còn 8 đô la trong vòng khoảng độ chưa đầy 30 giờ, tức là chưa đến hơn một ngày mà xíu xíu, mất giá đến 90%, mất giá đến 90%, từ 300 đô la nó xuống kịch điểm là còn khoảng 7-8 đô la một Bitconnect, đúng không ạ? Thì các bạn thôi, kể cả 7-8 đô la mà so với 0.0001, đúng không ạ, thì nó cũng đã tăng đến cả 1000 lần rồi. Thế thì những người mà giả sử người ta vào từ lúc 0.01, 0.001, 7 đô la người ta vẫn thắng, không có vấn đề gì cả. Mà người ta đã quay vòng được, tiền của người ta đã quay được rất nhiều vòng rồi. Thường nó quay một vòng là bạn đã hoàn vốn rồi, đây nó còn quay bao nhiêu vòng. Thế thì bạn trách gì cái mô hình MLM này? Bạn trách gì cái con Bitconnect này? Nó đem lại quá nhiều tiền cho chúng ta. Nếu như chúng ta vào sớm, nếu như chúng ta khôn ngoan, chúng ta có những kỹ năng, chúng ta rút được tiền ra. Nhưng hãy tự trách bản thân mình là mình vào nó quá muộn,
Đúng ạ, và chúng ta không hiểu biết về mô hình MLM là cái gì, chúng ta cứ mua 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 mua, chúng ta nhận lãi. Hiện nay tôi có biết rất nhiều các mô hình cũng MLM, những đồng coin như vậy, họ trả lãi suất rất cao, 35% một tháng và trả trong vòng 3-4 tháng liên tiếp. Nhưng tôi không thấy lòng tin thì tôi không mua, mặc dù tôi biết lợi nhuận như vậy rất tốt. Và trong 3 tháng thực ra vẫn là tiền mình trả mình, còn mình lãi cái gì? Mình lãi mỗi cái mớ coin mà chẳng có giá trị gì nếu nó không lên giá. Đấy là cách mà rất thông minh của thị trường coin này, là họ nhìn ra. Đó chính là cách mà người ta làm tài chính. Vâng, thế thì lời khuyên của tôi là nếu như chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu và chúng ta thấy một cái đồng coin X, một cái đồng coin Y nào đấy, một cái đồng coin Phan Anh coin nào đấy, giả sử thế, mà nó đi theo mô hình LMLM và tầm nhìn của nó có thể lên tới 2 năm, thì chúng ta hãy cân nhắc về việc là chơi và vào sớm, đúng không ạ? Vào càng sớm càng tốt, và chơi với một số tiền vừa phải. Vừa phải là bao nhiêu, đúng không ạ? Tùy thuộc vào từng người. Ví dụ như với Phan Anh vừa phải có thể là 1.000 đô la, 2.000 đô la, bởi vì Phan Anh có thể chấp nhận mất cái số tiền đó được. Với những cái tỷ phú họ có thể mất 10.000 đô la. Với những sinh viên bạn có thể mất 5 triệu. Với những dân công sở bạn có thể mất 10 triệu. Hãy chọn một số tiền vừa phải và mình vào, mình bỏ đấy, coi như là một khoản đầu tư cực kỳ rủi ro. 10 đồng mất 9 chỉ ăn 1, nhưng nó nhân 20, nó nhân 30 lần nó vẫn ngon. Không cần phải là chúng ta phải thắng được 5-7 đồng coin. 10 đồng chúng ta thắng 1, nhưng 1 đồng đấy nó nhân 20-30, nhân 50 chúng ta vẫn ngon. Có đúng không ạ? Và tôi có một cái quan điểm mà tôi học được rất là hay, đó gì ạ? Tất cả các đồng coin nó đều giống nhau. Nó cứ đồn đại công nghệ này hơn công nghệ kia, nhưng thực ra nó đều giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là đồng nào tăng giá nhiều, đồng nào làm đúng lộ trình, và đồng nào được cộng đồng yêu mến hơn mà thôi. Cho nên là cứ đồng coin nào giúp bạn kiếm được tiền, giúp bạn kiếm được tiền thì đó là đồng coin tốt. Còn đồng coin nào làm cho bạn mất tiền thì đó là đồng coin xấu. Khoản đầu tư là hoa và có lời thì đấy là khoản đầu tư tốt. Khoản đầu tư nào mà mất tiền, đấy là khoản đầu tư xấu, khoản đầu tư tồi, có đúng ạ? Vâng. Như vậy chúng ta đã hiểu sơ lược về MLM, Lending, ICO rồi đúng không ạ? Vì thế hiện nay ICO có rất nhiều các cái mô hình lừa đảo. Nhưng mình nếu như mình chấp nhận được rủi ro, đánh 10 con và chết 9, ăn 1 cũng vẫn thắng, thì hãy cân nhắc và chia vốn ra vào những đồng coin nhỏ như vậy. Thì tôi sẽ có một cái bài dạy các bạn kỹ thuật chia vốn sau, được chưa ạ? Vâng, nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực này thì các bạn cứ liên hệ với tôi ở địa chỉ phananhonline@gmail.com, số điện thoại 0989623888, website pamarketing.vn, đúng không ạ? Facebook cũng là PA Marketing, các bạn có thể tìm tôi ở trên Facebook hoặc là trên fanpage đều có. Hiện nay tôi cũng có rất nhiều các dự án về đầu tư coin, ICO, ủy thác đầu tư, hướng dẫn và đào tạo về chơi coin. Các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và để có thêm kiến thức thông tin trước khi ra quyết định. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào.